đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 9 năm 2024, trong chương trình Thời sự hôm nay, sau phần tin có bài An Giang sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Giống dây giải quyết việc làm là một trong những chương trình tín dụng ưu đãi được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Châu Đốc triển khai hiệu quả. Nguồn giống này đã hỗ trợ tích cực cho người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố đã giải ngân dây vốn trong 6 tháng đầu năm cho 10 hộ với tổng số tiền 395 triệu đồng, trong đó 2 hộ cận nghèo với số tiền 80 triệu đồng, 8 hộ mới thoát nghèo với số tiền 315 triệu đồng. Từ nguồn vốn quỹ thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã cho dây giải quyết việc làm là 125 hộ ở các phường xã với số tiền 5, 497 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ thác của thành phố là hơn 26,879 tỷ đồng với 557 hộ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, người dân đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 2.837 lao động và giúp nhiều hộ thoát nghèo, dương lên phát triển kinh tế ngày 11 tháng 9, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh An Giang phối hợp ban quản trị lăng miếu núi Sam tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng bảo vệ của ban quản trị lăng miếu núi Sam. Tham gia khóa huấn luyện, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về luật phòng cháy và chữa cháy, nghị định của chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, đồng thời thực hành tính năng cách sử dụng, bảo quản, sử dụng các phương tiện chữa cháy như máy bơm và lăng, dòi chữa cháy thông dụng, các loại bình chữa cháy sắp tài dập tắt bình ga, các động tác rải dòi cơ bản, các tư thế cầm lăng chiến đấu và triển khai đội hình chữa cháy. Kết thúc khóa học, các học viên được kiểm tra đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Đây là khóa huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ lăng miếu núi Sam về những kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, sử dụng thành thạo các loại phương tiện, dụng cụ chữa cháy được trang bị, góp phần đảm bảo công tác về phòng cháy chữa cháy tại khu vực miếu bà, tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện để du khách an tâm cúng giếng. Ngày 11 tháng 9, ủy ban nhân dân phường núi sam tổ chức công bố quyết định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của phường đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng quần chúng tham gia hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân phường đã thông qua tóm tắt nội dung của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 đã thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2023. Qua đó, trao quyết định lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở của phường với 30 thành viên được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, làm nòng cốt hỗ trợ công an, quỹ ban nhân dân phường bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở. Việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cánh tay nói dài giúp lực lượng công an phường trong việc bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày càng sâu rộng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự của phường trong tình hình mới. Ngày 10 tháng 9 năm 2024, Trạm Y tế Phường Vĩnh Quân phối hợp Quỹ ban Nhân dân Phường tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, khu vực xung quanh các trường học trên địa bàn Phường. Đoàn đã đến kiểm tra 20 cơ sở, trong đó có 5 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở và cho chủ cơ sở ký vào bản cam kết để khắc phục. Bên cạnh đó còn tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của người sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực an toàn thực phẩm, hướng dẫn các cách bảo quản thực phẩm an toàn, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không sử dụng sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc có dấu hiệu oi thiêu móc thực phẩm quá hạn Tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2024, nông dân thành phố Châu Đốc đã xuống giống vụ lúa thu đông được 3.720,05 trên 4.966,55 ha, đạt 74,9% so với kế hoạch xuống giống. Lúa đang ở giai đoạn mạ, đã nhánh, lúa phát triển tốt. Từ đầu vụ đến nay, sinh vật gây hại trên các trà lúa thu đông ở các độ nhẹ 145,4 ha, chủ yếu là chuột và ốc bươu vàng để bảo vệ vụ lúa thu đông đạt hiệu quả, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố khuyến cáo nông dân cần tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác ba giảm ba tăng, 1,5 giảm, công nghệ sinh thái, thường xuyên thăm đồng, quan sát kỹ ruộng lúa để phát hiện và có biện pháp quản lý dịch hại kịp thời. Tết Trung Thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, nhất là bánh nướng, bánh dẻo tăng cao. Thực tế cho thấy bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm được bảo đảm an toàn thực phẩm, thì hiện vẫn còn không ít cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, hộ gia đình, thủ công là mang theo tính chất mùa vụ, không đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sử dụng các loại phẩm màu, chất bảo quản, độc hại, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng hoặc quy trình sản xuất không tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu mà còn cạnh tranh không lành mạnh, làm giảm uy tín của các sản phẩm bánh trung thu truyền thống. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Châu Đốc tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu được bốn lượt. 8 cơ sở, qua đó lập biên bản nhắc nhở các cơ sở thực hiện niêm yết giá, thực hiện bản cam kết cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định, chú ý nguồn gốc nguyên liệu phải rõ ràng. Bên cạnh đó, đoàn còn kiểm tra việc thực hiện văn minh thương mại trong sản xuất kinh doanh, được 18 lượt 32 cơ sở, qua đó lập biên bản nhắc nhở các cơ sở điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định, chú ý nguồn gốc hàng hóa kinh doanh và thực hiện niêm yết giá đầy đủ theo đúng quy định. Ngày 11 tháng 9, Quỹ ban Nhân dân phường Núi Sam tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nằm trong mô hình kết nối chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi trên địa bàn phường. Tại buổi trao quà, Quỹ ban Nhân dân phường đã trao 6 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho 6 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường do Mạnh Thường Quân Chùa Linh Sơn tự hỗ trợ nhằm giúp cho các em trang trải trong học tập cũng như dương lên trong cuộc sống. thưa các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 BKH. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang khẩn trương triển khai nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới và công tác tổ chức khai giảng năm học 2024-2025 để chuẩn bị năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025. Theo đó, thời gian tụ trường các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2024. Riêng học sinh lớp 1 tụ trường ngày 21 tháng 8 năm 2024. Các bậc học khai giảng và thực học kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2024 bậc mầm non tiểu học kết thúc học kỳ 1 năm học 2024-2025 vào ngày 10 tháng 1 năm 2025, bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kết thúc học kỳ 1 ngày 11 tháng 1 năm 2025. Năm học 2024-2025, toàn tỉnh quy động khoảng 402.220 học sinh, nhà trẻ 3.080 cháu, mẫu giáo 49.830 học sinh, tiểu học 160.340 học sinh, trung học cơ sở 128.565 học sinh, trung học phổ thông 60.405 học sinh, trong đó tuyển vào lớp 10 là 22.291 học sinh, tăng gần 2.150 em so với năm học trước, đạt 72,42% so với số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở cuối năm học 2023-2024. Năm học này, các khối lớp mới áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 là lớp 12, lớp 9, lớp 5 hoàn thành lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã hướng dẫn cho các trường tổ chức rà soát xác định nhu cầu giáo viên có biện pháp giải quyết thừa thiếu từng cấp học môn học, hoàn thành công tác thuyên chuyển, điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu theo nguyện vọng của giáo viên. Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tạo đã làm việc với Sở Nội vụ về tình hình biên chế ngành giáo dục đào tạo, chuẩn bị kế hoạch tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tuyển dụng thêm giáo viên dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các cơ sở quy trình tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT trên trên của Bộ Giáo dục Đào tạo cho năm học 2024-2025, với mục tiêu sách giáo khoa được chọn sử dụng có nội dung phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục. Đến thời điểm này, tỉnh đã hoàn thành ban hành danh mục sách giáo khoa sử dụng trên địa bàn tỉnh về học phí cho năm học mới tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, mức học phí năm học 2024-2025 tiếp tục ổn định như năm học trước. Vào năm học mới, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục triển khai tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9 năm 2024. Cao điểm là thời gian tụ trường đến ngày khai giảng năm học từ ngày 26 tháng 8 năm 2024 đến ngày 7 tháng 9 năm 2024 nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động được phối hợp triển khai đồng bộ như tổ chức vận động học sinh ra lớp, trao học bổng, tặng quà, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tuyên truyền cổ động bằng áp phích, băng rôn, tài liệu bướm, tổ chức xe qua tuần hành, quy động đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, các đoàn thể thanh niên trong các nhà trường nhắc nhở các gia đình chuẩn bị mọi mặt cho con em đi học, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo các cấp các ngành phát động mỗi đảng viên công chức viên chức tham gia tích cực trong phong trào vận động học sinh đến trường ra soát những trường hợp con em tại địa bàn không có điều kiện đến trường để phối hợp hội khuyến học địa phương và các đơn vị liên quan hỗ trợ kịp thời thông qua ban quản lý phổ cập giáo dục địa phương và các trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức điều tra nắm chắc các em học sinh không đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 hoặc không trúng tuyển tham mưu giải pháp định hướng quy động các em vào hệ giáo dục thường xuyên các trường nghề hoặc tham gia các lớp bổ túc văn hóa tạo điều kiện cho các em được tiếp tục học. Để chuẩn bị năm học mới, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018, phối hợp với các ngành liên quan, triển khai quyết định số 1014 trên quy đề UBND về chọn 28 xã điểm và 3 quyện thị xã điểm nông thôn mới, 11 quyện nông thôn mới nâng cao, tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định, các cơ sở giáo dục đã chủ động kinh phí được cấp để đầu tư duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, đầu tư bổ sung trang thiết bị, các loại sách phục vụ công tác dạy và học, thiết bị dạy học, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo. Để chuẩn bị năm học mới, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu, phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018, phối hợp với các ngành liên quan, triển khai quyết định số 1014 trên quy đề UBND về chọn 28 xã và 3 quyện thị xã điểm nông thôn mới, một quyện nông thôn mới nâng cao, tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định, các cơ sở giáo dục đã chủ động kinh phí được cấp để đầu tư duy tu sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, đầu tư bổ sung trang thiết bị, các loại sách phục vụ công tác dạy và học, thiết bị dạy học, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, phấn đấu gặt hái những thành tựu mới trong năm học 2024. 2025 đồng thời tích cực phối hợp các cấp các ngành địa phương để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh nhà ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các thế lực phản động đã và đang gia tăng các hoạt động chống phá đảng và nhà nước ta. Chúng chú trọng khai thác triệt để sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt thông qua Internet và mạng xã hội để phục vụ mục đích này. Vì vậy, để đấu tranh phòng chống các hoạt động trên, đòi hỏi phải có sự giàu cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Trong đó, việc phát huy tích cực vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự là những chiến sĩ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đồng thời là một tuyên truyền viên tích cực của đơn vị luôn phải được xem là yêu cầu hết sức cấp bách, góp phần kịp thời tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch. Với nhận thức sâu sắc đó, đầu năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khói ban hành kế hoạch số 79 KH trên DUK lựa chọn 6 đơn vị tổ chức thực hiện thí điểm mô hình mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên trên không gian mạng trong 2 tháng tháng 3 và tháng 4 năm 2024, yêu cầu mỗi đảng viên đăng tải chia sẻ ít nhất một tin bài trên tuần và đảm bảo ít nhất 4 tin bài trên tháng. Nội dung thực hiện tập trung vào việc đăng tải chia sẻ trên Internet, mạng xã hội các vấn đề như tình hình phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh và đất nước, việc triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng, việc tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí kết quả thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước các gương điển hình tiêu biểu trong các hoạt động phong trào ở cơ quan doanh nghiệp gương người tốt việc tốt qua kết quả thí điểm cho thấy, hầu hết cấp quỹ, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên rất quan tâm tổ chức thực hiện, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ nét hơn trách nhiệm của đảng viên thật sự là những chiến sĩ tiên phong đi đầu trên mặt trận tư tưởng gian quá là một tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng. Đáng ghi nhận, một số đơn vị tuy không được chọn thực hiện thí điểm, nhưng cấp quỹ lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên thường xuyên tham gia đăng tải, chia sẻ nhiều bài giết tích cực trên Internet, mạng xã hội, từ đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Về ý nghĩa mô hình, mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên trên không gian mạng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khói lãnh đạo chỉ đạo. Phát huy kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khói tiếp tục ban hành công dân số 2369 CV trên DUK nhằm nhân rộng mô hình mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên trên không gian mạng trong phạm vi toàn đảng bộ Khói. Kết quả tổ chức thực hiện trong 3 tháng. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024 cho thấy tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên tham gia thực hiện cơ bản khá tốt và ngày càng tăng lên rõ rệt. Nội dung các bài đăng tải chia sẻ nhìn chung khá phong phú, góp phần phát huy khá tốt mục tiêu lấy cái đẹp dẹp cái xấu đồng thời phát hiện đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được ban đầu quá trình tổ chức thực hiện mô hình mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên trên không gian mạng cũng gặp một số khó khăn hạn chế nhất định một vài các quỹ cơ sở chưa chủ động tổ chức triển khai cho cán bộ đảng viên tham gia thực hiện, có đơn vị tổ chức thực hiện nhưng cán bộ lãnh đạo không tham gia, số tin bài đăng tải chia sẻ chưa đạt mục tiêu 4 tin bài một tháng một đảng viên, một vài cá nhân đăng tải khá nhiều thông tin về mặt trái của xã hội hoặc các vụ án tham nhũng tiêu cực nhưng lại ít đăng tải chia sẻ những thông tin tích cực, chưa lan tỏa nhiều, gương người tốt việc tốt theo định hướng lấy cái đẹp dẹp cái xấu các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng còn khá khiêm tốn. Đáng chú ý một số tin bài trong đó có những bài viết của lãnh đạo tỉnh, nội dung rất hay và mang tính giáo dục thời sự cao nhưng số người xem thích like, bình luận, chia sẻ chưa nhiều trong khi những thông tin hình ảnh đăng tải các nội dung vui chơi giải trí của cá nhân lại nhận được số lượng xem thích bình luận khá cao. Để tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình, mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên trên không gian mạng. Trong đảng bộ khói thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng quỹ khói tập trung tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các quỹ tổ chức đảng và cán bộ đảng viên về ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Mỗi đảng viên phải thực sự là chiến sĩ tiên phong, đi đầu trong công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các quỹ cơ sở trong việc lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa tăng cường kiểm tra giám sát các nội dung đăng tải chia sẻ đảm bảo tính tích cực hiệu quả theo phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu đồng thời biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc vào dịp cuối năm có thể thấy rằng những thông tin tốt tích cực chính thống được đăng tải rộng rãi trên báo chí internet mạng xã hội thời gian qua không chỉ định hướng dư luận xã hội mà còn lấn át dễ đọc các thông tin xấu thông tin tiêu cực phản bác các thông tin xuyên tạc các quan điểm sai trái thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng Quý vị và các bạn thân mến, việc vận động xây dựng quỹ khuyến học để trao quà học bổng tiếp bước đến trường là hoạt động ý nghĩa của Hội khuyến học phường Vĩnh Quân giúp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực an tâm bước vào năm học mới. Những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn phường luôn được địa phương quan tâm đẩy mạnh thực hiện, thể hiện rõ nhất ở công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực của xã hội trong việc quan tâm chăm lo và đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Hội đã vận động quỹ khuyến học để trao tặng quà, học bổng tiếp bước đến trường cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn những năm qua công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn phường luôn được địa phương quan tâm đẩy mạnh thực hiện thể hiện rõ nhất ở công tác tuyên truyền quy động các nguồn lực của xã hội trong việc quan tâm chăm lo và đầu tư cho sự nghiệp giáo dục hội đã dẫn động quỹ khuyến học để trao tặng quà học bổng tiếp bước đến trường cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn Hiện, hội khuyến học phường có 10 chi hội, gồm 4 chi hội trường học, 4 chi hội khóm, 1 chi hội Phật giáo Hòa Hảo, 1 chi hội Ban Quý Tế Đình Vĩnh Quân, cùng với 3 ban khuyến học, 1 cộng đồng học tập khóm Vĩnh Tân với tổng số hội viên 1.547, trong đó có 1.279 gia đình học tập, 3 dòng họ hiếu học, toàn phường có 4 trên 4 khóm, đều đạt cộng đồng học tập. Hội luôn coi trọng công tác tham mưu đến các quỹ đảng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo điều kiện vận động quỹ khuyến học. Thông qua nguồn quỹ này, kịp thời hỗ trợ những phần quà học bổng tiếp bước đến trường cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, hội thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và quy động xây dựng quỹ khuyến học phường. Nổi bật là công tác phối hợp với các đơn vị như đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ. Hội Nông Dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cụ giáo chức phường. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp mà trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội khuyến học phường đã vận động được 17 triệu đồng. Từ nguồn này, Hội đã kịp thời hỗ trợ đúng đối tượng, nhiều trường hợp học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong học tập. Ngoài việc vận động trong hệ thống hội, các ban ngành đoàn thể đơn vị còn nhận được sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức mạnh thường quân trên địa bàn, đóng góp vào công tác khuyến học của phường. Việc tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn dùng biên giới dĩnh nguồn là một nhiệm vụ quan trọng và đầy ý nghĩa, phát huy những thành quả đạt được trong công tác dẫn động nguồn quỹ, Hội khuyến học phường Vĩnh Quân tiếp tục tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của hội khuyến học cấp trên, sự quan tâm lãnh đạo của thường trực đảng ủy, ủy ban nhân dân phường tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ chức cùng tham gia hoạt động khuyến học khuyến tài, tiếp tục hỗ trợ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn để các em có điều kiện tiếp tục đến trường, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo ở địa phương. thưa quý vị và các bạn tết trung thu đang đến gần nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo nhất là bánh nướng bánh dẻo tăng cao thực tế cho thấy bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có quy tính sản phẩm được bảo đảm an toàn thực phẩm thì hiện vẫn còn không ít cơ sở sản xuất quy mô nhỏ hộ gia đình thủ công làm ăn theo tính chất mùa vụ không đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sử dụng các loại phẩm màu, chất bảo quản độc hại, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng hoặc quy trình sản xuất không tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng mà còn cạnh tranh không lành mạnh, làm giảm uy tín của các sản phẩm bánh trung thu truyền thống. Nhắm vào thị hiếu của trẻ em, nhiều cơ sở sản xuất các loại bánh hình con vật với nhiều màu sắc từ các loại phẩm màu ngoài danh mục cho phép của cơ quan chức năng rất dễ gây độc hại cho người sử dụng tình trạng sản xuất bánh trung thu giả kém chất lượng vẫn đang tồn tại như giả về giảng mát, nguồn gốc xuất xứ kiểu dáng công nghiệp. Trong khi đó, nguyên liệu làm nhân bánh trung thu thường có thịt, trứng, xúc xích, lạp xưởng là những thứ dễ bị ô nhiễm và cũng là môi trường thuận lợi cho di sinh vật sinh sôi phát triển đáng lo ngại do điều kiện môi trường khí hậu nóng ẩm nhiều khói bụi giấy bao gói nhiều sản phẩm chưa bảo đảm yêu cầu trong khi lại vận chuyển nhiều nơi làm cho bánh trung thu thường dễ bị hư hỏng ô nhiễm ở bên trong mà chưa biểu hiện ra ngoài vỏ bánh đây được coi là một trong những nguyên nhân chính tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, hạn chế tối đa ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành kế hoạch yêu cầu các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu và thực phẩm phục vụ Tết Trung thu trên địa bàn thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyên truyền vận động người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mát, quá hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng. Quỹ ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm, giám sát, việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu và thực phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc các làng nghề truyền thống, các cơ sở có dấu hiệu vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình trong việc sử dụng nguyên liệu đầu vào, phụ gia thực phẩm điều kiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh cá nhân, công bố tiêu chuẩn, ghi nhãn hàng quá quảng cáo sản phẩm, trong đó chú trọng thanh kiểm tra các mặt hàng bánh, kẹo, thịt, rau quả, bia rượu, nước giải khát, giò chả, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất kinh doanh bánh trung thu không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Châu Đốc tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu được 4 lượt 8 cơ sở, qua đó lập biên bản nhắc nhở các cơ sở thực hiện niêm yết giá, thực hiện bản cam kết cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định, chú ý nguồn gốc nguyên liệu phải rõ ràng. Các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm chất lượng các sản phẩm với người tiêu dùng, tuyệt đối không vì tính chất thời vụ để làm ăn gian dối nhằm thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, các cơ sở cần thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm, mỗi người dân, hãy là người tiêu dùng thông thái chỉ mua và sử dụng các sản phẩm bánh kẹo thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm để bảo đảm sức khỏe an toàn cho bản thân và gia đình. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, tinh thần trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và sự thông thái của người tiêu dùng, tin rằng Tết Trung thu năm nay sẽ diễn ra an toàn, vui vẻ và trọn vẹn. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt